Vâng, máy bay cập bến trong sáng ngày hôm nay về được là 5 bộ mic, một bộ hai tay và 4 bộ một tay. Các bác nào lấy hai tay thì em sẽ có bộ ghép nối cho các bác nhé, đặc trưng của Yosua. Và về được một con giải mã rất là nổi tiếng ở của Billionaire các bác, DVS9 nha. Con này là chạy đĩa DCD nhưng mà đa con này là chủ yếu để làm giải mã DA thôi nha các bác. Rất là hay. DVS9 rất là mới luôn nha. Rất là mới. Em cơ còn nguyên khiển của nó luôn, mới xuất sắc luôn nha các bác. Con này mà các bác nào đang cần một con giải mã thì bên em này nha, giá em để Tết cho các bác là con này 6.500.000 nha, 6.500.000. Con này làm giải mã rất là hay, rất là hot nha, Billionaire DVS9. Sang trọng, gấu, hệ thống giải mã DA rất là tiên tiến. Nó dòng hi-fi 2 bit lên cao, công nghệ âm thanh DTS 6.500.000 nha, có khiển đầy đủ nha các bác. Đây, phía trên mới lan can luôn nha, đây là cái bóng mát bóng các bác. 6.500.000 nha, bác nào chốt thì alo liền cho em, chuyển khoản đủ thì em bớt 200, còn 5 6.300.000 nha, là các bác đã sở một con Billionaire DVS9 rồi. Và đây là những bộ mixer về trong ngày hôm nay, về được là 4 bộ ULXB4 SM58 nha, toàn là hàng em về là hàng tuyển đẹp hết nha, xuất sắc hết. Tay SM58 này, một cái tay rất là quốc dân, giá là 8.400.000, bao gồm phí ship và dây nhựa đầy đủ, kèm theo bộ pin sạc cho các bác nha. Bác nào không lấy pin sạc thì trừ ra 300.000. Bộ pin sạc là gồm pin sạc và đốc sạc đó các bác, hoặc không đúng, tốn tiền mua pin. Em về là hàng chạy 4 cầu điện hết nha các bác, nên rất là tiện cho các bác nha. Đây, một bộ là 8.400.000. Bác nào mà lấy hai tay SM58 thì 16.500.000 nha. Là một bộ hai tay, còn bộ một tay là 8.400.000 một tay. Đây là 4 bộ. Hay đẹp len ken luôn nha. Phục vụ tốt. Và đây là bộ hai tay SLX4 SM58. Một bộ hai tay nha các bác. Mới long lanh luôn nha. Bộ hai tay là nó có bộ ghép nối này. Cái này lên hai tay thì các bác chỉ cần gắn như thế này thôi, đặc trưng của xua rồi nha. Đây, bộ này thì sử dụng pin AA nha, còn là pin con ó bình thường đó. Giá là 14.500.000, bao gồm pin sạc nha. Mới là xuất sắc luôn nha. SLX4 tay là tay của nó mã là SLX2, đấy là bộ bộ của nó nha các bác. Đây, đầu đầu mic là SM58 nha. Giá là 14.500.000, bao gồm pin sạc đầy đủ. Rất là xuất sắc luôn. Em đang cắm điện đây các bác. Đây, mới len ken luôn nha. Bác nào chốt bộ này thì alo cho em nha, 14.500.000 bộ hai tay. Đây là nút nguồn. Đây, chúng ta giữ nha. SLX4 nha các bác, bộ này bộ SLX4 hai tay. Đây là những cái chỉnh không, cực kỳ là xuất sắc luôn. 14.500.000 là các bác sở được bộ hai tay của Sua nha, SLX4 SM58 bộ hai tay. Còn bộ này là 8.400.000 một bộ, nếu mà lấy bộ hai tay là 16.500.000. Hai tay là gồm hai đầu thu và hai tay mic, là nó sẽ có bộ ghép nối nó thành như thế này. Đấy, có một cái chốt bên giữa này các bác, hai qua hai bên. Đấy, tem cờ là còn nguyên hết này các bác, mới ken luôn nha. Hàng em tuyển các bác, không cần bàn về đồ đẹp luôn. Và đây cũng vậy, ULXB4 là dòng quốc dân được bên em phân phối nhiều nhất. Bộ hai tay là 16.500.000, còn lấy lĩa một tay là 8.400.000. Đấy thì giá trên đã bao gồm phí ship và pin sạc đầy đủ cho tất cả các bác nha. Bác nào có nhu cầu cứ alo cho em qua hai số điện thoại trên, cho em tên địa chỉ, cọc tiền thì cọc khoảng 1.000.000 trở lên, còn chuyển khoản đủ thì em vẫn bớt 200.000 nha. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo.